Bữa nay có mấy anh em ở Long An cả nhà. Ôi xin chào mọi người nha. Dữ lắm bữa nay rồi, mấy anh chuột với mấy anh dân mối bữa nay tới số rồi. Bữa nay có mấy anh em ở Long An đến giao lưu với mọi người ở Tân Công Xính với anh em lúa. Trưởng đoàn đâu ta? Đây đây, trưởng đoàn đây. Không có trưởng đoàn anh em đi không? Ê. Hai con dân mối ở đây nè. Mày nè. Chỗ cuối cùng nè. Ổn viên lửa nha, ổn lửa với vợ anh kìa. Nó mồi hiểm của ai ta? Chơi nha, con mối con nào nãy kến xì lô không đó. Mắn cầu có trái luôn nè. Ê trời. Con cây có trái ác vậy. Lịch sử luôn. Cây mắn cầu có trái luôn. Ê, qua đây coi mày. Qua đây coi mày. Đi, 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 đi. Lên xong. Đó, kìa. Đó. Để cho bạn cậu nha. Không lẽ lui dính trời. Để cho bạn cậu luôn, đừng có. Ơ cái tay nặng lắm. Cái tay bên đây nặng quá nha. Không biết là phe nhắn mối không biết. Bên đây cái tay nặng quá cả nhà ơi. Vô. Cái này là lúa. Lúa đeo giùm anh Vinh cho cả nhà chứ không phải của lúa nha. Nó nặng lại thì chì xuống dính liền trời. Tại vì đeo giãn hơn ấy vậy trời. Cầm giọng nha. Đó, đó. Đó, anh Thiết. Nó lên trên kìa anh em. Kìa, xong. Đó, đó, đó. Kìa. Đó, anh Thiết. Đó, hù. Anh Thiết. Còn với mẹ nó kìa. Động nhẹ nhẹ đi cho lên bông nữa, tại đó nè. Chạy qua đó rồi đó. Hay ha. Đừng nóng. Mấy ngày nay lúa không lên clip được là tại vì lúa về nhà có công chuyện á cả nhà. Đám. Nay mình qua lại. Con này hỏi con bự lắm. Con nó cũng bự đó. Ừ, con này bự rồi thấy. Con này nó chạy qua đâu qua đây chứ không có. Không, vô đó nó qua đây nè. Chạy đâu vậy qua. Dính đây kìa. Hai con. Vô cả nhà ơi. Trời ơi trời văn máu nó bự. Gì? Chết hết. Chị đâu anh em ơi? Bữa nay cho anh Vinh trải nghiệm nha anh Vinh. Cho mọi người trải nghiệm. Ở đây mà đặt hết rồi bị ngon á. Dạ, kiến dữ lắm kiến nha mấy ông. Nó ngồi cục luôn hả vậy? Ngồi cục có đưa cái ức trần trắng bốc chưa? Dính sao? Dính. Đúng. Lùm cái rồi. Vô đây. Rút cái cạnh đó. Nè nè vô. Vô túi. Lùm. Quá dễ kiếm mồi. Còn nào nữa không? Nướng. Cái này mà tối có cái xuồng á, bộ Vinh đi sôi á. Rồi đèn hai bên luôn á. Dính gì nữa? Con gì? Cái chừng còn con ếch bự nữa hả? Đây mà có chiếc xuồng. Ủa thật sâu. Con gì trong này nè, gạo thứ cái. Thật sâu gì mà dính hả? Ủa thật sâu như sao dính được? Động không? Ở trên có hang không? Có. Trên có hang không? Hang xuống kìa. Có hang. Gọng mạnh không sao? Đó, xuống đó. Đó. Con gì á? Thôi khơi khơi dính thiệt hả? Ừ. Cái nọ đó cặp không ta? Thấy không anh Quý? Từ từ. Thấy cây chỉa không? Chưa. Đang nhắm từ. Chưa, nó còn bít bụ. Thấy hai rồi. Có chừng có con gì nó ngang thiệt. Anh Quý. Ở cái hang im quá kìa. Không à. Đây. Nó nằm ở đâu? Coi. Xéo đây luôn hả gì? Sẵn đứng cái rễ này, sẵn đứng cái rễ đầu xuống. Người qua hay gì á? Sẵn đứng cái rễ đầu xuống luôn. Sẵn người dòng qua đó. Cái hang này. Chúng nó trẻ rồi đó. Sẵn đứng cái ghế luôn. Đây. Cái này nó có nhảnh chút ra xuống vụt. Đó trẻ đó. Còn sâu gì nữa. Lấy tay. Không biết con gì đây. Quốc con rắn mạnh ghê đi. Chút cái trẻ gãy trẻ. Từ. Lấy tay hữu. Quốc con rắn. Sẵn đứng cái ghế đi. Quốc con rắn hô ngựa chạm bá coi ha. Vô luôn. Coi chừng chúng cái trẻ. Nó có hang nó qua đó đó. Nó hang vòng ra đó. Cái chuột. Nhẹ cái sợi cái dĩa đó. Hết là nãy vậy kia chuột á. Giang hậu đất á. Ê. Cái gì? Có
Ở đây đâu có. Nghi lẩu đó. Tay vô thấy không? Từ từ. Biết cái gì trong thọt. Đâu vậy? Để tôi khui tôi thấy cái chìa bên chìa. Không biết chìa chìa rồi sao? Đó đó đó. Còn dưới nó dễ nó gì. Ở đây nó có đi. Trời ơi, năm con. Ơi, rút rồi bỏ đi. Con dạ. Cóc, rút rồi đi. Trời ơi. Con bự không? Con cóc. Thôi, ok. Đây đi, đây nè em ơi. Con gì mà con hết con gì nó kêu rồi. Con cóc đâu có kêu. Hết hồn hết vía à. Coi ăn món nó trốn trong mấy cái gốc đó. Mình học thấy rồi sao biết được con gì? Là biết có trúng cái con gì đó không? Trúng trúng ra mà con cấp. Bữa nay chắc chụp chụp hay lắm anh nha. Tay bữa nay nó nặng. Thế nào cũng bị ném đá. Xạo. Coi coi có hang không? Đây mấy con gì mới chạy mấy chừng xuống đó, cho anh thấy anh thích. Con gì mấy chừng xuống đó, giống máu á, con gì không biết nữa. Trong đó đó. Em thấy cái đuôi ổ xuống chưa? Rắn gì? Rắn nhỏ. Rắn thiếu à. Bắt luôn. Rắn nhỏ thôi bỏ đi. Thiếu à, cái đầu nó bằng đôi đũa. Rắn gì? Rắn. Ờ, rắn không ngựa. Không ngựa con, không ngựa con bỏ đi. Để nuôi đi. Thấy cái đuôi nó ổ xuống mà. Để nuôi đi, để nuôi đi. Anh quý thủ. Nó mối cho mối chạy chứ. Ê, đừng đánh lùi lại. Đập đập con đây chụp. Con rắn hổ ngựa là đầu tiên anh em bắt ở đây nè. Kìa kìa. Kìa đâu vô kìa. Vô cục đó. Vô cái ụ đó tiêu đó. Ở đây con đâu nữa? Con nghĩ lỗi đi ra ngoài không ơi. Vậy. Lỗi ra lục bình luôn hay vậy? Con trong cái ụm hả? Vô đó, vô đó nãy con đó. Lặn rồi. Lặn nữa hả? Con dưới chạy. Kìa kìa, quay đi mà sao chú Bự. Chú Bự để chú Bự để đây. Nó đuối vậy đó kìa. Đó đó. Kìa kìa. Anh thấy kìa luôn rồi, anh Quý à. Nó đuối có mở lên anh Quý ơi. Nó đuối rồi. Rồi chìm. Không chìm đâu, hồi đuối rồi nữa à. Câu kỹ tiếp anh em ơi. Chìm ơi, cho nó chìm luôn rồi. Chìm ơi mày ơi. Kìa kìa kìa. Dễ gì chìm đó, nó khôn lắm. Hay quá anh Quý ơi. Làm như con cá vậy. Con cá tắm ha. Bụp luôn chơi. Lụm cái nhà ơi. Qua giữ anh Quý ơi. Ê con kìa, văng kìa. Con văng kìa. Con văng sao mau vô mặt kìa Duy. Duy. Ủa? Tao thấy rồi mà không la lên mày. Anh tao la muốn bể quá không la. Đây mối cho mối cho mối cho mối. Tao thấy cái đuôi nó ụt chưa. Thụ ra nghe coi nhân mối này nè anh em ơi. Vô đó đó. Nó mối bự lắm hay sao?
đây đây đây, cho chú xong kìa. Rồi chúng nó đó, bự lắm, chặn chặn cho chú chảy. Dạ. Dạ. Vậy? Khôn lắm. Đó, đâu? Trời ơi. Đi qua luôn rồi. Đi luôn nhưng mà. Tôi thấy nó qua kìa. Đạp cái đó luôn. Dẹt dẹt mấy cái lá kìa. Chạy như con bắn vậy. Quá trời kính rồi. Chạy qua luôn gì rồi. Đi đi. Quá cả kính. Đây. Ờ, chui gốc cây này. Chẳng chẳng cái gốc cây rồi, chụp vô đây nè. Đó, chạy đẳng. Đuôi 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 trẻ không mừng ơi. Đấy nè mừng. Chạy đây coi thủ này đang đuôi anh biết. Chân đầu. Trời ơi. Đâu? Đây nè. Nè. Chích đó. Được không? Chụp lên thế, thế, thế. Đó, chạy lại đó. Hay quá. Lắm. Không thấy con cục mà. Nó nằm cái chân cái mũi chịu mà hổ trụ đâu xuống đâu. Bự không? Bự không? Bự. Rồi nha anh. Lắm cái nhậu ơi. Đúng đợi chuột hay chứ. Coi coi cho hang. Hết hồn chuột bự. Quay im. Thấy không? Im. Vậy sao tao bắn được? Từ từ xong nó nhẹ nó dạng mà. Nó dạng mà. Ẹt ẹt chứ xong. Trời bây giờ đây. Xéo 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 lại vô lại vô kìa kìa. Ngồi mà vô nó xong. Mà chụp cái gai đâm rồi đó. Gai. Kìa kìa xong kìa kìa kìa. Kìa kìa. Lâu rồi chạy quay. Lên góc khẩu. Bươi ra đi bươi ra. Ê trời 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 bò găng tay chứ khôn vậy. Da mé nữa rồi. Rồi. Da mé nữa rồi đó. Ê. Qua 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 qua. Lên lên lên. Lên lên lên. Ê. Nghe này. Lộn ơi. Lắm. Ê cái hàng này sao lấy láng rồi xong. Gốc cây không theo đạo. Ừ. Chọc chỉa vô mới được. Có một. Sâu à. Cùng. À, đi. Hết nhảy rồi. Hết mình bao có bắt được. Hết mình dễ bắt được. Anh thủ cái đây nè. Thủ đi, anh em, chụp nó chạy vào đó anh em. Ừ. Luôn rồi sang dưới nước chưa? Có lại xiềng đó. Chạy lên bờ kỹ nha anh em. Sao không? Giờ dồn dồn mà nó anh ơi. Bứt bứt chân mới được. Anh Vinh bữa nay cũng giữ thằng ha. Anh Vinh theo dõi kênh từ lúc mà mới thành lập tới giờ đó cả nhà. Bữa nay anh em có cơ hội gặp nhau 8-9 năm rồi.
Tới đây nghe anh em. Dồn dồn đây xong rồi. Cứ thế này dập được không? Chú mời vô chú mời. Ai vợ vợ ai quan sát chuột quan sát nha. Không có thì có hôn ngựa. Dám lắm nghe. Có liền này nó nữa hay gì. Cứ vậy phải không Huy? Đó là hay đó. Có gì vậy? Đừng ý đi, đừng ý đi. Có hang ở dưới đó. Kìa kìa. Đâu rồi? Trời ơi, bay điện thoại. Điện thoại con. Đi đâu? Hay quá. Hay dữ vậy. Đập. Bé cũng giữ với bộ. Kỹ nha, cái chân cái. Bắp bên đây đi, bắp cái đuôi vậy. Bay thiệt trời, điện thoại ở đâu? Điện thoại anh giữ rồi. Trời. Rồi. Trời ơi nó bự. Vậy mà nãy hỏi cái tư thế chụp được không? Thấy cái tư thế của em ghê không? Ừ, giữ thiệt. Cái tư thế của em ghê chưa? Giữ thiệt, giữ thiệt. Con một hả? Mặn á. Tôi có cái hang nào không? Đá luôn. Thôi bây giờ ai bắt con nào anh cũng đó nghe. Đá luôn. Đá cầu thủ mà, cầu thủ nó banh mà. Đá xuống trộn trộn nhảy vào đây. Nó có hang rồi. Ba dưới không có bay. Ghê mày. Giữ ta. Đạp cho em quất chúng vợ. Ấy da mày. Ui hậu con để đâu? Rồi anh cũng giữ. À, bỏ góp à. Thủ cái xong. Dạ. Động nước mạnh lắm nha, động nước mạnh lắm nha. Kìa cái sông, lại cái sông. Chạy lên đó đó, lên bờ, lên bờ. Từ từ. Vô cùng đó vậy, coi cùng đó. Vô cùng đó đó. Chụp mượn lắm. Từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ. Lâm chục bự nha. Chúc lên mọi người ơi. Thủ đây chạy vô vô đó thủ. Chúc mừng ơi, tiếp chúc mừng. Anh Thiên. Tiếp anh Thiên ơi. Vô cùng đó mất tiêu đó. Kìa. Thủ. Dưới đâu? Rồi. Cái ngọt không kêu rồi. Kéo nữa đi. Chỗ này khô gan hả? Kéo cái đó rồi. Nó trong đây chứ đâu. Nó đó. Có một khô gan hả? Đó. Đi đâu? Lắm. Đó con gì vậy? Con mối. Trên Quy. Lắm. Chạy đây con rồi. Đó, chuột này chuột khô. Nè. Ướt nè. Có đó con đó. Còn con đó. Còn con lên em. Im. Kìa. Hai con sao ơi kìa. Thu, vô ra ngoài đi ơi. Nhảy con này cũng mập lắm nè. Trời ơi, cái trời ơi. Ra lục bình luôn rồi. Ra ngoài hai con đó nghe anh em. Được nó không? Ô, vậy. Trong đây nè, bao đánh trong đây còn nữa rồi. Nè, không coi nè. Thương cái lỗ nè, dễ hơi ruột. Không? Rồi luôn. Đạp nó luôn mẹ ơi hổ. Rồi, vừa đó. Đuổi luôn đi. Trời ơi, 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 thở ra lục bình rồi nó ngóc lên nó nằm ngoài thở qua đó là đâu thấy quá hay. Rồi đi đường nó có không, có gì không, rồi chơi cục đầy cây mình qua tới đóng bên đây cả nhà đó đó. Đó, 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 đó. Cái gì á? Cái mối. Nghe không á?
chỉ đem không? Một con đầu tiên cả nhà ơi. Ơi trùng mập nha. Vòng vòng vòng. Ôi mập. Trong thiếu luôn. Uống luôn. Vô hàng. Quá mềm. Vô chờ dính cái lắp luôn cả nhà. Hổ ngựa. Ra tán nhá hổ ngựa cho mấy anh ở Long An ăn thử coi. Hai con rồi đây. Rồi đây cái tẩm. Vô lại hả vậy? Vậy? Đi từ từ đi. Chạy chơi ba dưới lặn luôn chạy. Đúng rồi đó. Giờ bên dưới đạp ở dưới đi, đợi đạp vô dưới đi. Để dưới này nè, mày chế mày thử 100 đi. Nó không bao giờ chạy xuống trên trên đâu. Không bao giờ chạy lên trên đâu. Con bay xong liền. Chắc con này là phóng xanh đấy đi. Rồi bây giờ đi từ từ đi. Canh nó lại nè. Chơi con này. Ngồi xuống được xong rồi. Ngồi xuống ra gọi là nó to rồi đó. Mày xuống dưới xong đi hậu. Thằng ngồi xuống lên hết. Ừ. Đó, bắt đầu được đầu cứng rồi đó. Ai tập trung chụp ai dở. Dính. Vòng 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 đâu không? Cầm cái đuôi bà. Vô vòng. Thủ chứ. Mười dính rồi. Còn nữa đó nghe. Từ từ anh. Hay quá. Xảy quay sao hả mự? Rồi, nha. Mình có lưới ha, bao lại cho mình. Đó, bắt đầu. Chưa chắc, từ từ. Cái dao thỉnh này nãy là 10 con á. Này có hàng nó vô không ta? Bốn con Thủ đi. Thôi sao trong. Rồi. Chặn ngang cho nó lại, đừng cho nó qua bánh, chặn cho nó thiệt. Bự á. Đây đi. Ừ, bự luôn, chụp một cục mà. Anh hướng này quá thiết, em đâu có chụp được. Kéo vào luôn. Thấy nó chạy qua nhà không? Trời ơi, đâu trong. Mấy chục cổ nhà bự mà. Bự ra luôn. Nó có hàng hay gì? Thấy nó đây rõ ràng mà cái đó. Một cục chà héo, một cục. Nó chạy ở đây rồi đó. Rồi. Đây nè. Phải có chĩa chết nó rồi. Thấy không? Nó ngồi nó kìa, tôi được. Đó. Đi lên. Nó kìa, rõ ràng kìa. Đó kìa. Nhưng mà chạy đây chục nhỏ. Ê, từ từ. Nó lòm nó đó đi, chạy qua đây đi chụp. Bự kìa. Bự kìa. Rồi, rồi. Xuống nha. Lắm. Còn con nữa, hai con nữa. Ơi, lặn con ơi, lại cho đen con rồi nè. Nó mới lại cho đen con nè. Đâu hả? Lắm. Rồi đạp đi mày.
Ê, da lục bình con rồi. Da lục bình con nè. Thấy cây khiều khiều của con trai. Nè, nó mới chạy ra nè, nó mới chạy ra nè. Đây nè. Còn con nữa đó. Gặp đây. Quá khô. Thế nào cô vô đây cũng có con hay con à? Ừ. Được không? Nó bắn chưa? Anh Thiết bắn đi anh Thiết. Nằm đá lắm rồi Thiết. Trời trời, được luôn hả? Ê, nó đang ngậm cái gì kìa? Dạ? Cái gì? Dính chưa? Có trúng không? Dạ, ngoài xong anh em, con kỹ ngoài xong anh em ơi. Dạ, dạ. Có chuột chuột. Chuột lặn ở đây chứ đâu. Ê, chuột ở đây sao ơi. Chuột đây nè. Kìa kìa kìa. Ra đây sao, anh Quý. Ra đó đó, mới bơi lú bỏ ra nhẹ nhẹ nhẹ. Đừng 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 ra mày. Nó mua nó ngập với nó đuối lắm mày. Kìa kìa kìa. Anh Quý, đồ bình bình lên, qua bình bình chút xíu. Hết nổi. Ra ai ra nữa hả? Xong hả? Xong phi, xong phi. Trời ơi. Kìa lội kìa. Cái gì đâu đó. Chết mẹ lặn nữa. Mẹ lặn nữa rồi. Mẹ lặn theo. Mày lặn dính đó mày hay á. Không hồi nó cũng nổi lên nè. Đuối rồi. Thôi người ta cũng đuối luôn. Mất tiêu rồi. Trời thì nước đó. Nó lội trong gì à, nó đâu lội xa dữ vậy. Nó trồi á. Dữ hả? Lặn dữ à. Con này hay đi ha. Theo ông bà luôn rồi. Tới thì lặn xuống nổi rồi dục. Hay dữ trời. Tiếp luôn rồi. Xong làm sợ chìm luôn rồi. Ở trên mấy cây đó nãy coi kìa còn ba. Chưa coi lên mấy cây đó. Cái mày mới nổi ông nội. Nín đâu hay vậy ạ? Lụm cái nhồi. Đuối rồi đó. Rồi. Rồi. Biết chưa? Lặn heo. Dạ. Yeah. Trời ơi. Hai lần rồi đó. Một chút nữa. Nó đuối lắm rồi. Cái tay mang qua tay hay chụp đó. Kìa 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 lụm được à. Bưởi bưởi. Bưởi ha bưởi. Chạy đâu chừng thoát. Nè, ăn túi nè. Không phải còn một con đâu. Ở đây còn nữa, mình rung đi là nó có nó nhảy xuống à. Rồi. Thấy không? Tao bắn mày chụp hay không? Bắn nó rớt xuống mà chụp nha. Rồi. Leo lên chụp luôn kìa. Đâu rồi không? Rung cho nó rớt. Chuyện hay lắm, chuyện hay lắm. Chuột mà nó giống như cây mà nó vô địch. Rung coi. Lên trên kia hả? Chạm chưa được. Thấy không? Cái chạm á. Ở đây nè, không lấy. Xuống kìa, xuống kìa, xuống kìa, xuống kìa. Trời ơi, này bắn đã. Đã. Nó ngồi chứ hai kìa. Thôi buông nó xong rồi. Đó. Rồi xong. Dạ, nó giết cũng ngay lắm bộ. Đi đâu? Không. Hả? Chủ gớ chạy dưới đây kiếm.
kìa. nhóc bay thiệt trời. Vô bờ đó. Có chuyện nó vô cái nhặng cái lùm đó đó anh Quý, vô trong coi lùm lên anh Quý. Con anh Vinh cũng giữ chịu chơi dữ ha. Nói lên vậy. Nói lên nặng dữ trời. Có chuyện nó lặn vô cái lùm đó đó. Nó không lội ngược đâu. Nó lội theo xuôi đó. Dạ. Yeah. Chỗ thông thường nó lội xuôi mà. Nó lội chậm ghê vậy, đâu lội ngược nổi. Nó cần chết nó hút. Không phải. Cái gì vô? Có không? Phải bắn mới được. Nó không kìa. Gì vậy? Chụp đi đừng có bắn trời. Ngồi xuống đi. Chụp đi. Hai, bắn nha. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống. Lượm. Mặt tôi tao nấp vô gốc cây đó. Rớt rồi, trúng mà. Tất cả đứng lên. Phục vụ tiếp cái sao con em ơi. Kéo qua luôn rồi. Cái chừng cái máy chậm. Nó gì lên đó. Lên đó. Nó lên kìa. Lên trên này kìa, lên trên kìa. Để nó nhung lên cái giấc luôn. Đâu rồi? Đó. Nó đeo trên đó nè. Đúng rồi. Đâu rồi? Đó rồi. Cái ổ đó này. Nghe nghe ổ đứt đuôi vậy. Vậy đứt đuôi đó anh. Trời ơi. Sao lưng mày ngủ? Hâu sao lưng mày kìa. Sao lưng mày kìa. Lắm. Ê cả nhà ơi. Lội không được. Chà bá luôn. Đúng đời chứ. Được rồi, đúng mày cả nhà ơi. Nó đâu. Không à ngay à hay gì. Dưới đó con đây hai con nè. Kìa. Ê đừng quăng nó bậy nha. Kìa. Ờ qua nước. Chuột lặn kìa. Chuột lặn rồi đó. Kìa cái con với mối cái ngay cây kìa. Dạ, nó muốn chạy với mình. Ở đây còn con đi nè. Rồi đúng rồi. Rồi. Lặn rồi, đâu? Đó, hổ. Hai con từ từ. Cái bự đó chứ đúng rồi đó. Đó. Kìa. Đó, lại kìa. Dữ lắm cả nhà ơi. Đó, lâu qua lại. Bữa nay cho mấy anh trải nghiệm bắt mà. Đó. Qua đó. Chạy con còn nữa mày nè. Lên thiết nè. Thôi chạy lại đó. Còn nữa đó. Đi đâu. Còn mấy con nữa đừng. Lên đâu rồi? Gì đó. Kêu vậy? Kìa. Đâu đây nè. Nó ma hả? Ủa? Rồi vậy ra. Chạy lên đâu rồi? Mới thấy cậu bỏ ràng đây mà. Hay vậy? Trời ơi, bắt không dính hả? Hổ vậy chứ. Gì vậy? Đi mơ. Nhiều tẹt tẹt lắm hả? À, chúc mừng cho đánh lén nha. Đánh lén nha. Thử thằng thông thôi. Em ơi, em ơi. Đây đây. Chặn đầu. Đây nè anh em. Hai con kìa. Từ từ xong, cái vợ mày con kìa sao? Xong. Lại.
Cái từ nhẹ nhẹ từ từ thôi. Ê ơi, cho mới lượn luôn ơi. Được không con? Chạy thôi. Từ. Đó luôn. Quá cây kia luôn rồi, quá cây kia luôn rồi. Xa xong. Dữ lắm hả? Nè nè. Nuốt rồi nuốt hả? Đặng nữa xong ơi. Ờ nhắm mối nè cả nhà. Đúng đời nhắn máu thôi chứ. Nửa cầm tay của lúa. Chịu lắm nhiều rồi cả nhà. Cái ký rồi đó, nó dở. Ký luôn. Có. Cho nó mệt đi, cho nó mệt đi rồi mình bắt nó từ từ cũng được, có sao đâu. Ra cái ngoài đó. Nó mà chứ nó chưa mạnh là mình hơi mệt mệt. Nó nằm đâu hủ. Đây này. Trả lên rồi. Mừng ơi, lên rộng mừng ơi, nhắn máu đi đuổi nè mừng. Mọi người. Nó bay. Ê, đứng đuôi. Đứng đuôi vậy. Đừng đi vô trong đó. Coi cho lặn ra ngoài anh em ơi. Đứng đuôi không? Bưởi nha bưởi. Dính không? Dính không? Không có nó chạy ra đó. Lụm ơi. Lụm. Trời ơi, cả nhà ơi, cả nhà. Cả nhà ơi. Thôi, bây giờ anh em lại đẳng mình bữa nay mình sẽ trải nghiệm trong đồng nha cả nhà. Trải nghiệm trong đồng nướng ăn với mấy anh em luôn. Mới rắn mối với một mớ chuột. Mình có ướp lạnh hai đống bia cả nhà. Hồi mình đã đẳng mình làm sạch sạch cả trong em nướng. Quất. Xăng xong mình giống lửa mình quất đây luôn nha cả nhà. À, xong cho mấy anh em thì đang bằng chuột lưới bằng ngắn mối bên kia. Đó, mùi lắm. Cắt mũi vô. Hay à, hay à, cái đồ hay nữa đó. Đó, mấy anh em quét bên kia luôn nha, chơi bên kia luôn nha. Nướng cái bên này nhỏ mới ngon cả nhà. Bóng lượng. Bóng không? Bóng lượng. Nào ăn cái linh hơn xuống đi đổ vớn kìa. Đổ vớn mình đi, mấy cái linh nữa đi. Có cái linh dưới này luôn cả nhà. Vớn của anh Quý. Về đây để cho em lo cho anh cho chị ơi. Bà xã hỏi thăm coi về đây chơi vui không? Mày. Chắc ở lại bữa được quá. Ba kêu ở luôn rồi á. Để luôn rồi hả? Để luôn luôn đi. Để kêu hai lúa coi nó có đó là kêu cầu ở lại luôn. Vụ lo căng nha. Cái lá em lo không được chị ơi. Có bà chết chồng chưa? Đi đâu giới ngay cả nhà. Trải nghiệm luôn. Đây bên đây là con của anh Vinh. Đại học năm nhất. Bữa nay về với cha trải nghiệm luôn. Học Sài Gòn hay gì? Ê, ê, chìm, 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 chìm. Nặng, 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 nặng. Đấy, là con thấy kìa. Đại đi. Ừ, con thấy cũng đẹp, đại học năm nhất. Học trường nó có thành đó. Này cái gì chưa cái mà. Ừ. Sáng đổ rồi, không biết cái này có nữa không nha. Đây, giỡn này trước ha. Giật cái này trước nè anh. Đúng rồi. Có gì không? Chìm miền Tây đâu phải trải nghiệm hết anh Vinh. 8 trên 5 anh em biết biết bằng nhau đúng không? Giỡn đi. Coi chừng kỹ kỹ cái tay nha. Có gì không? Gì vậy? Sao đây? Có. Sáng đổ rồi. Có nhiều lắm. Có. Ừ. Không biết cái gì.
cá rô kiến. Thấy rồi. Bắt con dưới đây luôn. Coi có mấy cái lên hả? Bếp đâm trời. Rồi cái dưới ngoài đi. Rồi tú ngoài luôn hả? Bắt con dưới vậy, bắt con dưới vậy. Bỏ lên luôn. Rồi đâm nữa ta vậy. Dưới mình rồi đó. Qua đây có không? Cái gì đâm dưới tay vậy? Ủa rồi, ông thả rồi. Rồi, thả rồi. Đó. Cái tiếng nhỏ quá. Thôi để rồi đi. Thôi để đi coi. Đâu? Dính nữa, bên đó chưa á hả? Cột cho nó đứng nó thẳng cái này nè anh. Thẳng cái này mới chạy. Đó. Ok. Bốn mươi mấy năm mới chạy được nhiều lúc nổi nha cả nhà. Giờ trên Long An đâu có thả đê anh? Chẳng đâu có ngập, chẳng ngập gì đâu. Ê, anh gần Sài Gòn hả? Gần Sài Gòn, giáp danh cách Bình Chánh là 86. À. Bây giờ anh hiện hiện tại anh ở thành phố. Dạ. À, ông già bà già thì ở dưới Long An. À. Còn cái giới ngoài kia là anh Thiết, anh quý anh chưa có đổ thôi nha. Mình ra cái giới ở đó mình đổ. Một cái một là đủ ăn à. Chừng 2 có 20 con rồi hả anh Quý? Chạy cái chứ. 20 con không đủ. Trời ơi, không lẽ mình 11 người mà 20 con sao đủ? Người 2 con à. Hồi nãy biết như vậy đem theo cái thấu với lại cái dầu. Kẹp nướng luôn. Kẹp nướng mới ngon á. Chấm vô mướp nha. Ướt cái nào chịu nổi, tán luôn bia vô dung chinh trời đất à. Trải nghiệm nước nổi thì cả nhà đã biết rồi đó. Rất là nhiều anh chị, thậm chí anh Vinh 41 năm rồi mới biết nguồn nước nổi cả nhà. Nước nổi thì khu vực bên lúa bây giờ cũng ít rồi, đồng của lúa thì giờ bao đê rồi. Đi cũng xa cũng có chục cây mới có nguồn nước nổi. Nhưng mà qua đây lúa quen rồi, quen với anh em đây rồi. Qua đây chơi với mấy anh em. Ủa tính quốc trước hay vậy? Thôi mình lại mình đổ đó cái giới kia coi sao nha cả nhà. Đó, cái này sáng chưa đổ nha. Cá lóc phía dưới. Thôi cuộn bạn lấy chưa nha. Dạ có làm cái sao à. Vũ để bắt tử. Trời ơi. Cái dây hay sao? Có cái sạc, cái linh. Kỳ á. Cái mày dinh, có rô, có lóc. Đúng không? Ủa sao kỳ á, cái linh đâu? Có cái linh mà ít. Bắt ơi. Bắt cái linh thôi. Linh thôi, còn cái kia bắt chi. Bắt cái linh thôi, bắt cái linh thôi. Em về cũng đâu làm gì đâu. Lựa bắt cái linh đây anh ơi. Có chừng có cái chốt nha anh. Nè, nè, anh thêm cái linh. Cái rô nè. Linh nè. Có cái linh thôi anh, đừng bắt cái linh. Cái nhà linh, cái linh ở đây nè. Mấy có mấy cái cá mẹ này nướng không? Ôi, cả nhà ơi. Mẹ nè. Mập u nu u nừng. Cái linh còn mềm lắm mà anh ơi. Ủa? Cái gù uống nè. Nù quá. Nè có cá cứng nè. Cứng. Cái linh gì? Con này con gì? Nè còn cái rô nè. Có cái linh không? Linh gì à? Có linh đó mà. Gì cũng dùng cũng gì hết đó. Ủa sao ít vậy hả? Biết rồi, còn cái linh nè. Cái sạc nhiều ghê trời, cái sạc con mạnh mạnh không à? Nói đổ luôn. Dỗ làm chi? Vậy luôn. Có vậy đấy, nó ngợp gì đâu. Có sao, anh về có làm gì không? Về có làm gì ăn làm. Rồi thấy rồi, đổ luôn đi. Vậy lửa dữ chưa? Ừ, vậy lửa dữ chưa? Em cột đây, tôi đổ rồi, em đổ sao thì xui ra. Để cho... Khoan, cho ngày sống mới được nha. Để sáng mai nó không chạy á. Anh Vinh dành vô này không? Dành hả? Ok. Cái sống à, ngay cái sống là lụm rồi, lụm rồi đó, ngay trên nữa. Qua cái nữa anh ơi. Không, cái sống lưng đó là phải nằm ở trên á, nó mà cái hơm nó không xây á. Ờ đúng rồi đó. Nó xây cái đó là nó xéo cái là cái hơm nó xéo cho nó chặn lại. Ừ. Ừ.
có vậy cái linh, thấy cái linh bự đó. Ok. Trời gì nữa. Ôi. Này có bộn nè. Trời ơi trời. Trời ơi tới rồi, tới một chuyện rồi. Giống giống con rắn hay gì ta? Này nhóc chơi nè. Chạy đi bưởi. Được anh Vinh ơi. Ngon rồi. Ba cái hay dính cái. Ở trời cái linh non không kìa. Trời ơi. Ở đây thôi giờ thiếu thiếu đồ ăn cả nhà. Cá cha đó gì vậy? Cá cha luôn. Cá dồ. Chơi luôn đi. Cá mình nhóc chơi. Đổ vô. Ngon cơm. Này con nặng 3 kg á. Ôi sao cái đồng tông cái này nhiều ghê ha. Ôi, đừng có cá chốt mà con. Từ từ đừng có cá chốt ở dưới tại. Đừng đừng. Rồi. Ok. Cái linh còn một bạc không cả nhà. Đó. Đó. Quá lạ. Linh này có con nấu có con cá dầu. Rồi cái linh nó mập nè. Trời. Dầu chạy. Đổ luôn. Đi. Đâu? Rồi đi luôn. Đổ. Chỉ cần một cái thôi là nó dư ra rồi. Có con cá dầu. Con cá dầu hả? Rồi. Mà ở nhà anh đâu có hào hả? Anh quý. Hả? Có hào không? Không. Có hào đem cái dầu về thả chắc khỏi cần mua các cái giống. Ở đây là mua cái giống. Trời ở đây có hầm thả biết nhiêu đặt giới vô biết nhiêu nữa. Cái dầm cũng cái dầu, cái dứa đi. Dứa. Có dịp anh em điền phố á, ghé ghé lên em bắt cá dầu lên làm. Ok. Ở Sài Gòn mà có cái hầm cá nuôi cá là dữ lắm á nghe. Cái tấn á, nó thiệt luôn á, chứ không phải nó giỡn á. Ít nhất là con phải là từ là 5 kg trở lên. Mà cá con cá cả mười mấy ký mà giật phát một tại dưới là bay luôn à, không có nhiều gì đó. Phải không? Thì nhận ra với lại chơi cái nhông ba lớn nè. Giật phát một cá là bay dèo lên luôn. Hết chạy à. À mà lần kia mình dở cái nữa cả nha. Cái linh thấy cũng không được nhiều hơn anh thấy coi. Quý ơi. Tao không đổ linh có ít nè, bữa trước cái linh nhiều. Trời nắng nắng này cho mình nhiều nè. Làm như hôm qua trời chứ mưa hay vậy. Quá trời. Giờ chuyển mưa nó chạy hả? Không. À, cái này trên cẩm xiên bột thôi nha. Nó đang chín. Nó kẻ thôi. Nó kẻ hả? Chín. Thả vô có cái bồn thả vô. Thả vô cái hầm á mới đục lỗ hay cái hầm đẹp lắm. Thôi. Ơi, dần thì phố trắng đi về đóng rồng. Cái sạc này nè mà bự hơn chút rồi ở chảnh đi bắt về là vợ lóc ra lấy xương ra luôn đó này cái sạc ở chảnh mần dồi là 100.000 ký hiện tại chảnh á mần dồi á người ta dân á 100.000 ký mần sạch sẽ nhiều á sao vậy vậy giá dưa sao đây ui rồi cái sạc nhiều cái sao hôm nay cái sạc không ta. Không có linh nhiều coi. Cũng có cái linh. Có cái linh. Có được à. Trời luôn. Tên xe ha. Mày không nói chuyện điện thoại mà đi gian là cự cãi vậy trời. Chơi vậy anh em chơi vậy á. Anh em là chơi là ở dưới là anh em chơi là lộc lắm. Vui vẻ ha. Rồi lên. Trời lên. Đủ ăn rồi đó. Ngập dữ nước này sạc dữ. Lên anh em ơi, đủ ăn rồi. Đẩy xe. Giá dầu cũng còn non rồi. Trời ơi. Không bự không rồi. Bẻ cái bắp rồi. Cả nhà ơi, con muốn. Hồi lên chấm ớt. Ừ. Chiều vừa ăn lẩu ngon ha. Ừ, chiều đó mà mình nhầm lẩu nhiều không? Ừ. Thế mình hái mớ không đi. Đó mình coi ấy. Bọc cái này bị hái rồi anh ơi. Hái mới về nhà luôn. Chiều nay mang lẩu có linh mà. Chiều nay mình có một tiết mục nữa nha cả nhà. Bữa nay bắt cóc ảnh mấy ngày luôn. Nãy cũng có gọi điện cho chị rồi nói về đi chơi đi. Giờ trời nó đâu có làm gì đâu.
Trời ơi, cái này bị hái rồi mấy cái đầu ra trơn nè. Cái này cũng còn. Hồi ôi nó non nè cả nhà ơi. Quá non. Nó nằm ở trong kia lú lú ra anh. Đó. Đây cả nhà. Ở Sài Gòn mà có được cái muốn này bán tiền không? 5.000 bó. Thằng ơi trời, bán ngày hái biết nhiêu tiền bạc rồi đó. Giàu luôn á. Không có nói thiệt, 5.000 bó. Em mà gần Sài Gòn chắc em hay muốn em bán luôn. Nghỉ làm YouTube luôn cả nhà. Cái gì cũng làm được đó nha, miễn có tiền thôi. Làm gì chuyện gì bậy bạ, không đúng rồi. Cái thản lương tâm thôi. Đúng không rồi. Cái gì mà không làm được hết. Ôi ngon. Không mình làm gì mình làm mình không hại người ta là được rồi. Không hại ai hết. Sống bình đẳng với nhau, con người với con người. Quá hay. Cái này được rồi nè. Bên kia nó sẽ thuốc rồi. Cái móc móc lại cũng được. Như đây ăn được cũng đủ rồi. Cũng nấu nấu gì. Em phái hòa đồng nhiệt tình rồi. Không có vậy đâu. Không bạn bè mới như bạn bè anh. Ai cũng thương. Dễ chịu. Ai sao cũng được. Không ghét, không ganh, không hơn thua với ai đó. Không cần. Mình biết tự nhìn mình tự mình sống. Cái nào có dịp lên Sài Gòn ghé anh chơi. Dạ. Chút xíu hồi lấy cái chiều về cái lấy cái máy đi mình cái bạn Zalo ha. Nhập cái bạn Zalo đi rồi. Dạ. Có gì lên trển rồi. Có gì cũng báo trước đi. Dạ. Em để làm tôi quay luôn, bắt cá tôi quay luôn. Lên Sài Gòn bắt cá hả? Ừ. Không ăn Sài Gòn. Rồi, lên. Đủ ăn anh ơi. Quá đã, quá non, quá non. Đây là ở trên Long An là phải 20 ngàn đó nè. Tăng bằng 20 ngàn. Rồi đây. Cắt ra luôn, họ lấy dao. Đó, cả nhà ơi. Bên đây là mồi đồng nha, mình tự săn bắt nha cả nhà. Trải nghiệm là phải chơi hết vậy đó cả nhà. Đó. Bên đây sâu chuột. Chuột cái này nó hơi không được mập như được rồi ha. Có thịt. Thịt mà nó không có mỡ gì hồi trước cả nhà. Bên đây mấy anh em đang lựa cái linh lên để nướng. Mấy bạn ở trên Sài Gòn nôn hết trơn trời. Thấy cá nhâu hà. Cái linh nữa cả nhà. Chuẩn bị mặn xong mấy anh em mình nướng nha. Cá này lạ chứ à. Đó. Nhân mối, cá, chuột đầy đủ. Mấy anh em thì quá trời ở ngoài luôn nữa. Xin chào mọi người nha. Chạy nước miếng rồi, giờ chạy nước miếng rồi. Khoái khoái chạy nước miếng. Còn đây sao nè. Sao không cho nó dài dài luôn, ngắn vậy. Phải ngăn ra hả, để nó rớt à. Yếu. Là một giây thôi đó. Đây là cái mây dinh nữa nha. Đây là anh thích. Chung qua nãy anh lội xình được. Đúng ra, đây là chút xíu. Rồi đó. Quá trời, đưa người gian đương dĩ trần. Cái nhà ơi, coi nè. Cái dao đâu ta? Cái bà đổi ra hả? Cái nè còn vậy nè. Làm cái sàn này nó cao. Mẹ cao. Rồi kẹp mấy con bự bự vô luôn. Thôi cái linh mình ăn trước. Thấp thì hạ xuống rồi chứ gì đâu. Mấy cái tay để ngoài này còn nóng hổi nữa nè. Dữ lắm nóng. Đóng xuống cái lụm. U. Săn nè hả? Săn nè. Đầu ra. Lại mò nữa đi. Rống trứng luôn chứ đâu chụp. Ê. Rồi, lại mò nữa đi. Ừ, khúc gì chì nãy còn anh quên hết. Nó tao đưa mày đâu? Đó. Tao biết. À, hộp vịt nướng đắp đất xịn cả nha cả nhà. Nó tao đưa mày đó nè. Đó, vậy mà ngon nghe ta, không bị bể ha. À, anh nổ bên đây cái miếng này nè. Nhưng mà ngon. Nó chín rồi nó mới xì vậy, nó mới phải xì ra nó mới chín. Bích hơn người ta mà. Quay. Để đại đi chứ một xíu nguội rồi tách ra. Dữ lắm than. Sau đó là hết rồi không anh em? Nhiêu đây là anh em xỉn rồi đó cả nhà. Đây mình chỉ xương xương ngoài đồng thôi. Hồi về mình làm đánh dân khác nè cả nhà. Đánh trận phải đánh liên tục phải không? Đây là kêu là cái gì? Đánh tóc chiến tóc thắng hả? Đánh đầu thắng đó. Rồi, đánh lên luôn. Rồi. Bóp sát sát rồi, bóp ngay là để hồi dễ. Cái đào đất, tắng tóc đất này. Anh với. Thằng Lê hơi ấm rồi luôn. Ừ, gấp đó.
đường nhau chân. Quá im cả nhà ơi. Quánh ngon, quánh ngon. Đây là mồi nhậu ba la luôn. Ủi, lỡ gãi cả nhà, lỡ bội ủng. Lùm cái cả nhà. Đây, 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 đây. Tới là... chuyện không nè, đó. Rồi, nhúng mũi vô, nhúng ăn sao hả? Trời, nóng dữ lắm, nóng trời. Nè, nè, nè. Gãy, 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 gãy. Chín chưa? Chín rồi đó, cái đó chín rồi đó. Lên bàn, lên bàn, lộn lên, lên manh. Nhớ ra cái mình xổ nó ra đây nè. Xổ đi, để đây nè. Trời ơi, nó ngon cả nhà ơi. Khác không anh? Chăm trước ăn sao? Trời ơi, bụi anh. Quay cánh đồng được coi ta. Bây giờ nha. Ngồi xuống mà kinh lắm nha. Kìa, kìa, quay kìa. Ê, tới công chuyện được rồi anh em ơi. Quay về nhà, quay về nhà. Trong đồng anh em chạy ra giữa giữa đồng luôn cả nhà ơi. Sao anh Vinh? Chính chưa? Chính rồi, đến đây. À, nè. Rồi, lên luôn. Lên luôn. Cái chuột nó hạ thấp thấp xuống rồi, chuột nó xoay cao quá rồi chính luôn. Đúng rồi, mình xong mấy giăng mối đi. Rồi xong mấy cái linh đi. Đó mình làm trước đi. Rồi, nó sôi rồi cả nhà. Đúng rồi thiệt chứ. Bỏ bụng lấy đường đá rồi đó. Bỏ vô đây. Con này không trả cái nhà có nói sôi nè. Khoan mình hạ này xuống nè. Ôi, mở tươm tươm cho. Linh, linh này béo lắm. Ôi ôi. Chín rồi quý. Còn đây chút xíu rồi. Lấy cây chọt vô. Trời ơi, nó ngon là cả nhà ơi. Rồi, chơi chung á. Anh Vinh đưa từ 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 anh em luôn cả nhà ơi. Gần xong rồi mọi người ơi, chút xíu nữa thôi. Vô khoanh khoanh được rồi. Lên lượt luôn anh em ơi. Vô vô mọi người ơi. Nhà mình trước cái nha. Nay mình lâu lâu mình anh em mình ở Long An về về được đồng tam năm Đồng Tháp chạy về trải nghiệm cá linh nướng nè, cá lóc nướng nè, ếch nướng nó nướng nè. Hết sảy rồi. Lên ơi. Vô bà xã ơi. Mà bán tiếng rồi nãy bà kêu đi, nào hết tiền mới chuyển qua cho đúng không? Không mà. Đây qua đây chứ. Review con cá linh nướng luôn cả nhà. Vòng qua đây. Có mời bà xã chưa? Có mời bà xã chưa? Chạy chung cái nào á. Đó. Chết. Mà cái nào luôn nha. Nè. Chấm nước vô. Gì vậy? Nhân lòng hả? Nhân lòng luôn cả nhà. Trời ơi. Trời ơi. Miếng canh chua chua ngon ngon cả nhà. Trời ơi, nước miếng đó chị. Mời bà xã luôn nha. Trời ơi. Ông giờ giống như mày rồi sao ơi. Chắc nói chuyện luôn gì cũng có đối thủ. Mẹ nữa kìa. Ê xong nay có đối thủ mày sướng mình một. Vô vô anh em ơi. Vô vô vô. Vô vô vô. Chính rồi đó. Ai ta? Ông đi với mấy thằng lúa đang bị sợ. Chịu chưa? Chịu chưa? Thấy gì cho nó kỹ động trời đó. Dễ gì nó ăn sống rồi không ai ăn chín được. Thầy. Mặn hai lúa mày với ai? Rồi nghe anh em xong rồi là bay xong hết trơn nha. Đó. Tắm luôn nha. Vô rồi trời. Vô 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 hũ. Vô. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Hũ đây nè hũ. Đây nè. Lấy cái vỏ thùng nè xé ra ngồi luôn. Rồi. Vô vô ông Tài ơi. Vô con trai. Nè. Vô thùng bia hết luôn đi. Rồi kéo qua đầu mình lấy cái thùng đó mà xé ra ngồi. Ê bia đó bia. Đấy mình để cái thùng ở ngoài đi cho mấy em trai ngồi ta. Mời cả nhà luôn nha. Mình cũng xé cái này ra luôn đi. Đúng rồi đó. Không, cái này ăn xe đó. Đây ăn đây xe bông miếng này đựng xe trước. Xe này bung ra này mình ấy. Bó, cá mối không? Cá lóc nướng đó. Thì tới giờ. Ăn hết thì xe tiếp con tiếp chứ. Không nguội nó không ngon. Xe nhiều nhiều đi mình ăn qua sơ qua hết trơn à. Xe hết luôn đi. Ừ, xe hết đi mình ăn sơ qua hết à. Nè, có thêm mấy cái chập nữa nè, chấm nướng nè. Em con anh hả? Nè cái này. Lên. Ồ, ngon này nha. Nước mấy? Cháu này là cũng trộn vô dắt mới tới nữa. Con của bà chị vợ thứ hai. Nhưng mà nó ở với tôi. À. Như con luôn đi. Con như con nó kêu ba bằng ba mà. Rồi lúc mời cả nhà. Ấy da da nặng nặng. Hèn chi bữa nay bác đang hôn một lắc không? Hèn chi. Hèn chi đúng rồi. Rồi. Vậy là đúng rồi. Canh không có được. Canh không có được. Nặng ở tay quá. Rồi. Rồi được rồi. Cứ cho. Rồi. Cho nhà nó giường rồi. Dẹp vô. Giường ừ. Có dép vui này vui không? Quá đã. Đứng lên mà quay hết. Đó. Nêu hết giọng á. Đẹp trai hai nè. Thôi mời cả nhà con cá linh nha. Đúng rồi đây nè. Đó. Nè nè. Dạ được rồi, dạ được. Quá vui, quá vui. Ok. Rồi đó. Mấy cái rồi. Gì là gõng rồi. Hai cái rồi. Này lúa ở đất khách quê người cả nhà. Quê của anh Thiết.
anh Quý, nhưng mà bữa nay cũng có anh Vinh về chơi với mấy anh em luôn. Có cho mè lấy muối muối không mời, mời móc vô trường đại học Văn Hiến chia sẻ nha. Mới mới uống được á. Có này nó giờ luôn. Ủa? Từ từ. Đi em uống đi. Nói được đó anh Quý ơi. Đây cả nhà, cá chấp chưa? Nó nóng. Cô đi ăn đi, dạy bình thường mà, mọi người cứ thoải mái đi. Mọi người cứ thoải mái đi, có gì đâu. Nhẫn luôn là nha. Mới bẻ đó cả nhà. Bồng bon là. Bồng bon cá muối ớt chanh mới ngon á. Mới bẻ thằng kia á. Thiệt không? Thiệt á. Còn này biết gì không? Nè mới nho nha. Mời cả nhà đi nữa nha. Vô. Có nho gì bên trái dài thòn trời. Có cái này châm. Châm hả? Châm dừng. Giờ xong mình review mấy món nha cả nhà. Bè làm giống món cái này. Chết sâu sâu luôn á. Kẹp thì làm lâu đi. Lâu qua đi. Cái này châm dừng chứ nho nho. Làm dừng. Giống như nho vậy á. Ừ nó giống như châm chứ lộn. Rồi nãy một bó vậy nè, bỏ đồ. Mấy người. Anh bỏ cái đầu nhân lòng vô là nó không có bọt á. Bỏ đầu nhân lòng vô không có bọt. Bỏ đầu nhân lòng vô không có bọt. Ít thôi. Giờ không lẽ mình chạy xe mình đi. Giờ chánh nó héo luôn. Thì nãy nó héo mà. Ôi trời ơi, mặt cả nhà ơi. Nóng, nhảnh đuôi coi, nhảnh lên. Đời được chứ. Lẹ đi, lẹ đi. Hối hối. Trời ơi. Cái sau này bao nhiêu tiền cả nhà? Thôi đi được rồi được. Trời ơi, nè nè. Ở đây nặng. Vô nha. Nặng gì? Chiếc nhẫn nặng. Mình tính cho con trai nó ăn thử còn cá nhân món nướng mình. Ăn cá rồi. Cái này nè, cái tép mỡ này con nè. Cái đó để cho ảnh gì đây mẹ, xé ra cho ảnh. Ảnh đó. Chỉ ảnh mà. Mở ra món vào kìa. Quốc cây nha. Mà cái nhà cái đùi nhóm mối nha. Cái mỡ rồi. Này múc lâu quá chơi miếng con đi. Chấm mưa sâu cái quết cái nha. Làm cái nha. Bữa nay cũng lăn xả dữ lắm á nha. Không ăn đi ngượng lâu lâu nha. Trời trời. Rồi ai có uống lạnh rồi uống. Làm miếng đồ chẳng lòng luôn cái nha. Uống gì nè, hơi đợi hơi lâu quá quay. Lâu đi. Lâu đi. Ngượng lâu đi. Giót mấy ông giót mấy cực quá à. Ôi, múc có ca một tội nghiệp mấy ông múc quá. Kế bên đó. Uống về một xíu thôi, về nhà mình chơi thoải mái. Về nhà thấy cái bãi em không? Bãi ngay góc nghe đó. Thôi bãi đó mình chơi sập ạ. Tao thử cho món này không? Không uống lon lắm á. Đâu. Uống lon là mình uống này. Vậy thôi tôi cũng không uống lon. Múc đi, múc đi, múc rồi cãi múc đi. Ai uống lon uống. Vô nè. Nãy sợ không kịp. Cảm giác sao ngọt không? Tới đây. Quá ngọt. Bên đây người ta có lon này. Để lúa rồi. Vô. 1. 2. 3. Vô. Quá trời mồi luôn cả nhà. Kéo dài qua đây chút cho bên đây vài con. Cái gì nữa mẹ con nào nướng. Của anh là sao chứ anh Vinh? Anh em bạn. Anh em bạn hả? Đó, nãy giờ. Tiếng vịt nướng luôn nha. Nè, thấy không? Mình chơi lông đi. Cái nướng đất cái cả nhà. Học vịt đi muộn, mình lụm á nha. Mình lụm đi. Không được không? Lẹ uống này. Vô đại học chưa? Đại học năm 2, năm 3 rồi. Năm 2, năm 3 rồi mà chưa uống được hả? Ừ. Qua tuổi rồi. Có gậy cho lại. Lắc đầu. Vô. Sao thế ông yếu quá à? Vô cho hả? Vô anh. Trời ơi. 1, 2, 3. Vô. Bạn đừng nói như vậy, tôi cầu mong cho mấy này có gậy á, mấy yếu yếu thì nó được làm. Hiểu rồi. Không còn đó men rồi đó, đỡ thấy men rồi đó. Dẹo đó, dẹo đó thôi. Thấy này, thấy men chắc rồi nè. Cái tủ rồi đó. Thôi, bây giờ mấy anh em lưu xương ở nhà. Chơi vành, hồi nữa về nhà mình chơi tiếp nha cả nhà. Giờ chúc cả nhà có buổi trưa vui vẻ nha. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Quá trời quá đất rồi.